Em chào các bác nhá. Ở trước mắt các đây là mẫu xe Ford Escape, một mẫu xe mà được tuyển chọn tại cửa hàng bên em. Cửa hàng bên em hiện tại thì đang có 3 chiếc form như thế này luôn nhá. Và 3 chiếc thì có một chiếc thì vừa vừa và có 2 chiếc rất là đẹp luôn. Thì đây là một trong những chiếc xe đẹp mà cửa hàng em đã lựa về. Mời các bác cùng xem và cùng ngắm đối với cái mẫu xe này nhá. Các bác thấy này, chiếc xe với nước sơn màu xanh và có biển số 29Z6374 biển Hà Nội, vẫn là biển 4 số. Biển 4 số từ ngày xưa các bác nhá. 4 số từ ngày xưa. Và đây các bác nhìn đây này. Đấy, na răng của nó vẫn là na răng nguyên bản này, tất cả cái lắp đấy, cái lắp chụp của nó này. Đấy, cái lắp chụp của nó nhá. Nó vẫn còn nguyên luôn. Đấy, và xung quanh sơn zin của cái na răng vẫn còn nguyên luôn. Và sơn zin phần bên ngoài đấy ạ. Phần nước sơn zin của xe vẫn còn tương đối là nhiều nhá. Đây, na răng này, na răng vẫn nguyên bản luôn này. Đèn của xe cũng là đèn nguyên bản này. Đấy, đèn nguyên bản nhá. Đấy, chiếc xe này với cái độ chất khá là cao và độ nguyên bản của nó khá là cao. Đây cho các bác nhìn xem một vài vị trí. Một vài vị trí nhá. Đấy, nội thất bên trong đây. Đấy, chiếc xe với nước sơn màu vàng, màu xanh bên ngoài và nội thất là màu vàng kem. Đấy, ghế da zin nguyên bản các bác nhá. Ghế da này là ghế da zin nguyên bản và đã được nó một cái áo ghế bên ngoài rồi. Áo ghế bằng gỗ. Và đây các bác cho mình xem thêm một cái vị trí. Một cái vị trí này là một cái vị trí mà có thể đánh giá dễ nhất của một chiếc xe. Đấy. Đây là cái phần vô lăng. Đấy, vô lăng của xe này các bác thấy vô lăng nguyên bản nhá. Chưa khâu, chưa may, chưa làm lại đối với cái mẫu vô lăng này. Đấy. Vô lăng vẫn còn đẹp zin nguyên này, các bác thấy đây. Và tất cả những cái chấm lỗ này, những cái gai, những cái sần nổi lên còn rất là cao. Đấy, trước đó một điều rằng là đây là một chiếc xe chạy ít đúng không ạ? Chạy ít thì vô lăng được đẹp như vậy. Và một số những cái vị trí khác của chiếc xe thì sẽ được em Trâm giới thiệu các bác nghe mình xem. Đấy, xe có khóa khiển luôn rồi nhá. Có khóa khiển, đấy, có màn hình và có camera lùi luôn rồi. À, chiếc xe Ford Escape em đọc thông tin rõ ràng hơn đối với mẫu xe này nhá. Chiếc xe Ford Escape sản xuất năm 2002. Số tự động, xe 5 chỗ gầm cao form SUV và động cơ máy là máy 3.0 số tự động các bác nhá. Máy 3.0 số tự động. Xe tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Đấy, ghế da zin nguyên bản của xe này. Đấy, trần này. Trần đẹp căng luôn. Để em quay các bác xem phần trần nhá. Trần đẹp căng luôn nhá. Đẹp từ phần bên ngoài cho đến vào nội thất bên trong luôn. Đấy. Đèn sau này, đèn sau của nó vẫn là đèn zin. Và nó còn được sáng như thế này luôn. Đấy, các bác thấy đây. Còn được sáng như này luôn. Đấy. Cửa thì em chưa đóng hết nhá. Một dàn lốp dày, dàn lốp tương đối là dày. Đấy, các bác thấy. Và la răng xịn nguyên bản của xe. Đấy, nước sơn này. Đấy, em đóng cửa tiếp được một chút nữa nhá. Đấy, nước sơn xịn nguyên bản của xe này. Nước sơn của nó cũng rất là lì luôn, rất là đẹp luôn này. Rất là mịn mà. Em quay thêm các bác xem một cái vị trí nữa nhá. Đây này, các bác thấy này, những con bu lông này. Nó còn vàng ươm này. Đấy, những con xe nó giữ gìn. Cẩn thận thì những cái vị trí như vậy nó mới được sáng đúng không ạ? Đây nha, những cái gioăng, những cái mép nhá. Đấy. Đây, vị trí táp ly cánh cửa đây. Keo chỉ của xe thì còn nguyên các bác nhá. Keo chỉ của xe là còn nguyên luôn. Nguyên zin nguyên bản. Đấy, vô lăng các bác đứng từ vị trí này nhìn vào nhá. Tiếp sẽ quay phần máy, một số những vị trí khác cho các bác nhà mình xem nhá. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu thêm về chiếc xe và sẽ quay chi tiết cho các bác biết về mẫu xe này của bên em nhá. Chiếc xe Ford Escape vừa em cũng đã giới thiệu thông tin khá là đủ rồi đúng không ạ? Còn đây về vấn đề lỗi của xe, bên em sẽ cam kết cho các bác nhà mình là xe không bị lỗi. Lỗi đâm va, lỗi ngập nước. Đấy. Và vấn đề máy và số và vấn đề giấy tờ nhá. Đảm bảo cho các bác yên tâm về những vấn đề đó nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ đóng hết cửa lại, quay các bác mình xem chi tiết phần bên ngoài. Một chút nữa thôi em sẽ quay phần gầm và phần máy nhá. Các bác lưu ý là hiện tại cửa hàng bên em đang có 3 chiếc form như thế này luôn. Thì có một chiếc xe gọi là vừa vừa, còn thì đang có 2 chiếc xe là 2 chiếc xe đẹp. 2 chiếc đẹp luôn.
các bác hãy ngắm kỹ để cùng cảm nhận về mẫu xe. Đây, nước sơn này, có thể là nước sơn của xe này, nhìn long lanh luôn, đúng không ạ? Đấy, long lanh luôn. Đấy, từ cái đèn pha cho đến đèn gầm của xe thì có thể này, đèn pha đến đèn gầm nhá. Đấy, đèn gầm của xe này nó rất là trong luôn, đèn pha xịn nguyên bản theo xe, theo xe từ lúc mới luôn nhá. Đấy, các đồ đạc của xe nó còn khá là liền nè. Các bác có thể nhìn qua video hình ảnh đây, đúng không ạ? Đăng kiểm một xe đến tháng 3 năm 2021 nhá. Bây giờ thì em sẽ đi đến đâu và sẽ giới thiệu quảng cáo cho các bác mình biết đến đấy luôn, làm sao sát thực nhất đối với chiếc xe mà em đang giới thiệu. Đấy, gương của xe thì cũng được điều chỉnh bằng điện rồi. Dòng xe Foyket thì luôn luôn gương được điều chỉnh điện, đúng không ạ? Gương kính. Đấy, tuy rằng là đời thấp nhưng mà về form dáng này cho đến về chất lượng của xe thì các bác có thể thấy, đúng không ạ? Vẫn còn rất là giữ luôn. Đây, những cái mép nhé, những cái mép gioăng này, những cái mép gioăng, những phần nhựa bên ngoài, những phần nhựa bên ngoài nhá. Đây có cái đây là phần nóc. Nóc thì cũng được trang bị những cái giá ở trên, từ cái đồ nhựa ở trên nóc này nó vẫn còn đen xì luôn này. Đấy. Xe như thế nào thì các bác nhìn qua video hình ảnh sẽ biết và cảm nhận thấy ngay, đúng không ạ? Đây, những cái phần cu lốp đây nhá. Đấy, không dí bục mọt nhá. Các bác thấy thì em đang quay rất là gần và rất là chi tiết, rất là sắc nét, gửi cho các bác xem. Đấy, các bác ở xa hãy xem kỹ qua video này một chút nhé. Còn thì các bác ở gần thì nếu được muốn được chi tiết hơn và thực tế hơn thì các bác chạy qua xem luôn. Ở tại địa chỉ cửa hàng là phố Nguyễn Thời Trung, gần chỗ bến xe Hải Tân và gần cầu Cất nhé. Đấy, địa chỉ cửa hàng bên em. Và em đọc luôn số điện thoại để các bác nhớ hoặc lưu vào, là số 0938586307 này. Và thêm một số nữa là số 0389000555. Đấy là hai số điện thoại mà bên em dùng thường xuyên, số hotline luôn các bác nhé. Và các bác kết nối Zalo và Facebook cho em theo hai số điện thoại đó. Facebook thì các bác có thể là mình ấn là Trăm Mô Tô Hải Dương, đây là trang cá nhân. Còn thì các bác có thể là ấn là Mr. Trăm Mô Tô Cũ thành phố Hải Dương, đây là trang fanpage của bên em. Các bác vào tìm kiếm với thành công cụ như vậy thì sẽ ra tất cả những cái mẫu xe mà bên em đang bán nhé. Hình ảnh và video em cũng đã được đăng lên hai trên trên trang trên hai cái trang đó rồi các bác nhá. Đây, kính này, coi thế này, kính của nó không bị ố luôn. Đấy, những cái vị trí này vẫn còn đen xì này. Đấy, vị trí này trong, vị trí này đen này. Quay gần như thế này thì các bác không khác gì đến xem xe trực tiếp luôn, đúng không ạ? Đây, những cái phần đồ nhựa này, những phần sơn bên ngoài này. Đấy, những cái nẹp sườn, nẹp chân kính này. Những cái phần nhựa bên ngoài của nó không bị ố này. Đấy, có thế này không bị ố đâu, đúng không ạ? Máy điện thoại của em quay rất là sắc nét luôn nhá. Rất là sắc nét luôn. Cái quan trọng nhất thì vẫn là giá cả, đúng không ạ? Vẫn là giá cả của xe. Thì tất nhiên thì những cái mẫu xe đẹp thì các bác luôn luôn phải mua chấp nhận với cái giá thành nó cao hơn một chút so với lại những cái mẫu xe kém, mẫu xe xấu, đúng không ạ? Mẫu xe bình thường. Đấy, phải mua cao hơn một chút thì các bác mới mua được. Dĩ nhiên thì em đi mua, em đi nhập vào sẽ cao hơn bình thường rồi. Nhưng mà em thực ra là em rất thích mua những chiếc xe đẹp, rất thích bán những mẫu xe đẹp, rất thích nhập những mẫu xe đẹp. Đấy, bán những mẫu này nó yên tâm, em bán cũng yên tâm, mà các bác sau này về sử dụng nó cũng yên tâm luôn, không bị áy náy, đúng không ạ? Chứ bây giờ các bác mua xe về suốt ngày gọi chăm bơi xe này, xe nọ như này kia rất là mệt, đúng không ạ? Và các bác về là mình phải đầu tư lọ đầu tư kia. Những chiếc xe đẹp ấy thì các bác mua về mình cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Những chiếc xe kém thì các bác mua về thì những cái đặc biệt là những cái mẫu xe dòng Ford hay dòng B hay dòng xe Mercedes, đúng không ạ? Các bác mua những cái mẫu này về đôi khi là nếu mà nó bị ốm, nó bị làm sao thì cái giá phí của nó sẽ cao hơn đối với những cái mẫu xe bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà các bác nhà mình mua được những mẫu xe đẹp như này và thì cứ thế mà sử dụng yên tâm luôn, thậm chí đi vài năm không bị động chạm đến xe. Đấy, nếu bác mình giữ gìn cẩn thận thì chỉ lặt vặt mấy thứ linh tinh bên ngoài thôi, chứ còn thì động chạm về vấn đề chính của xe thì khỏi phải suy nghĩ luôn các bác nhá.
Tất nhiên thì phụ tùng của cái dòng này sẽ đắt hơn một chút, nhưng mà nó cũng ít khi nó hỏng đâu, ít khi nó nằm nhá, hỏng lắm đấy. Em xin lỗi là em nói hơi lắp một chút, tại vì sáng giờ cũng tiếp rất là nhiều khách nên là bị lôi lắp, bị níu lưỡi, các bác thông cảm một chút nhé. Đây các bác thấy đây, đây là phần tắp đi cánh cửa xe này. Đấy, nó rất là tươi luôn. Đấy, những cái phím bấm này, đây, loa check này, những cái gioăng cửa đây nhá. Các bác thấy này, cái gioăng cửa xe này nguyên vẹn luôn, không sứt sẹo gì, không sứt mẻ gì nhá các bác nhá. Đấy, những cái phần bu lông ở phần vách cánh cửa nó vẫn nguyên này, chưa vặn chưa tháo nhá. Đấy, những cái vòi voi này. Đấy. Bác nào biết về xe thì mình nhìn qua video, qua hình ảnh thì có thể đánh giá được chất lượng của xe đúng không ạ? Còn bác nào mà chưa bắt biết về xe thì em nghĩ là các bác cũng phải lên tìm hiểu một chút để mình hiểu rõ hơn. Thường thường những bác mình hiểu về xe đấy thì em thấy là rất thích những chiếc xe đẹp, thích những cái mẫu xe chất đúng không ạ? Nhiều bác thì em thấy là chỉ quan tâm đến cái độ rẻ thôi, nhiều bác thì chỉ quan tâm đến độ chất. Độ chất thì đôi khi đắt cũng mua, đấy, giá cao hơn cũng mua. Vì các bác cũng đưa ra một cái những cái bài tính rồi, bài toán rồi đúng không ạ? Là mua xe đẹp về là cứ thế dùng, còn thì mua xe kém, mua xe xấu về thì mình phải đầu tư, rồi sau này đi lại nó hay trục trặc đúng không ạ? Cũng chia sẻ với các bác là như vậy, đấy là cũng không phải là em đưa ra những cái ý kiến là như vậy, mà ở đây thì khách hàng đấy, khách hàng người ta cũng đóng góp với em nữa, lên mua những chiếc xe chất giá cao cũng được, vẫn chấp nhận. Hôm nay em cũng giới thiệu chia sẻ hơi nhiều về những vấn đề là xe chất với lại xe không chất đúng không ạ? Và bây giờ nhá thì em sẽ quay về xe thôi nhá, không nói gì vấn đề khác nữa. Đấy, các bác thấy đây, xe này thì quá là ok rồi, xe rất là sáng luôn, các bác có nhìn thấy qua video hình ảnh đúng không ạ? Trần em cũng đã quay rồi nhá, bộ ghế da xịn nguyên bản theo xe. Đấy, tuy rằng thì cái mặt ghế ngồi của nó hơi hơi xuống một chút theo thời gian đúng không ạ? Tất nhiên thì đã ngồi thì nó phải sẽ có cái độ kém nhất định của nó đúng không ạ, chứ không còn hoàn toàn như mới được. Đấy, tiếp tục ok những vấn đề khác, những cái chỗ khác của xe nhá. Đấy, cốp của xe được mở rộng mở to ra như này luôn này. Đấy, dòng xe Poikep thì luôn luôn là như vậy. Ở dưới đây có một cái tấm nỉ nhá, ở bên em cho ra để vệ sinh này. Đấy. Và các bác thấy này, cái phần nỉ ở trong nó còn rất đẹp này, nỉ sau lưng này, đấy, nhựa nó còn rất là đẹp luôn. Và chiếc này thì cũng được trang bị thêm một cái tấm này để các bác nhà mình để đồ này. Đấy. Đấy, ghế da này nỉ đằng sau còn nguyên nhá, còn nguyên luôn. Những cái đồ nhựa ở xe này rất là tươi luôn này. Đấy, em quay rất là kỹ cho các bác ngắm luôn. Em sẽ làm video tầm khoảng gần 20 phút về chiếc xe này để các bác nhà mình ngắm kỹ. Tại vì giá thành nó cao hơn một chút cho nên là em phải quay để các bác biết về độ chất nó, tại sao là giá thành nó lại cao hơn đúng không ạ? Đây nhá, những cái mép cánh cửa đây nhá. Đây các bác thấy này, không phải chiếc xe nào cũng được đẹp như này đâu ạ. Tất nhiên thì nó không phải là hàng xuất chúng đấy, nhưng mà đối với chiếc xe này nó cũng là hàng quá là ok rồi đúng không ạ? Với số tiền các bác bỏ ra là hơn 100 triệu. Đây các bác nhá, đây những cái vị trí mép răng, mép khung này. Đấy, phần vách cánh cửa. Sàn của xe thì hoàn toàn vẫn là sàn lý luôn, vẫn là sàn lý luôn. Và chủ trước thì cũng đã được đặt thêm một cái lót ở phần trên rồi. Đấy, từ cái cần phanh tay của xe nó còn không bị mòn luôn này các bác thấy đấy. Đấy, hộp đồ rất là rộng, rất to nhá. Đấy, vị trí này được trang bị một túi khí này, bên đây một túi và bên kia một túi nhá, đây là hai túi khí, điều hòa mát rượi, âm thanh hay, cam lùi các thứ này đủ luôn, các bác về không phải đầu tư thêm. Dòng xe dòng xe Poikep này tuy rằng đời thấp nhưng mà thiết kế từ phần táp lô đây các bác thấy này, phần táp lô nó nhìn khá là trẻ trung đúng không ạ? Không cầu kỳ nhưng mà vẫn đảm bảo độ đẹp. Đấy, tiếp tục nhá, thì một cái cánh nữa, một cái cánh cuối cùng mà em sẽ quay giới thiệu tới các bác. Đấy,
Tình trạng của xe thì em cũng đã giới thiệu và cũng đã quay khá là chi tiết và đầy đủ trên video này. Còn các bác em mình cần tư vấn gì thêm, cần biết gì thêm thì các bác hãy alo và kết nối Zalo nhé, để được tư vấn kỹ chi tiết hơn nữa. Có một vài vị trí đồ nó thiếu thì sau video này em sẽ bổ sung vào. Ví dụ như là cái phần chỗ này đi, bên kia nữa đúng không ạ? Đấy, và một số cái chốt em sẽ bổ sung. Đấy, như vậy thì em cũng đã quay tới cái phần nội thất, đến đây là tương đối rồi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ quay đến phần khác nhé. Các bác đợi em chút, em sẽ quay đến phần khác, quay phần gầm và phần máy đúng không ạ? Chi tiết gầm và máy của chiếc xe đây nhá. Đây các bác thấy này, cái hộp sàn ba bô lê của nó thẳng tắp luôn. Đấy, khung gầm của nó, tôn của nó này, tôn của nó xanh đẹp luôn đúng không ạ? Đấy, xanh ngắt luôn. Chiếc xe thì các bác có thể thấy nó đẹp đều đúng không ạ? Với một chiếc xe cũ hơn 100 triệu mà được như này là quá là ok. Các bác có thể so sánh chiếc xe này của em đối với một số những mẫu xe khác nhá, vì em quay đến đây thì cũng khá là tương đối và đầy đủ chi tiết. Các bác này, những cái phần nhựa ở trong ấy, phần nhựa này nguyên luôn này. Đấy. Đấy, tiếp tục đây thì một cái phần nữa dưới gầm này. Đấy, sáng quắc luôn này, các bác thấy này. Đấy, gầm của nó, tất cả cái sần nó vẫn còn nguyên đúng không ạ? Sần ở dưới gầm này rất là sáng và xanh ngắt luôn này. Đấy, cái đồ nhựa dưới gầm này. Bây giờ thì là đến cái phần khu vực khoang máy nhá, một cái phần tương đối là quan trọng của một chiếc xe, tương đối là quan trọng luôn. Thì máy em vẫn để bẩn nguyên như vậy, để bẩn nguyên bản của chiếc xe từ đầu nhá, em vẫn để nguyên, bẩn nguyên luôn. Đấy, tem của nó vẫn còn nguyên luôn này, đấy, tem này. Từ nãy giờ em thấy nói cái câu nguyên là hơi nhiều đúng không ạ? Nhưng mà thực sự nó là nguyên thật chứ không phải là bảo là thế này thế kia. Đây các bác thấy này, động cơ máy của nó là 3.0 máy xăng thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ dao động tầm khoảng chục lít đến trên chục lít, ít trên 100 km các bác nhá, tùy theo cung đường mà các bác chạy. Đây, đây. Máy của em vẫn để nguyên luôn. Đây. Ra máy của xe còn sáng đúng không ạ? Chưa rửa máy nhá, bên em chưa rửa máy đâu, để nguyên như vậy đấy ạ. Máy thì đảm bảo các bác luôn là máy và số của xe rất là ok, đấy, không có lỗi. Về vấn đề lỗi máy và lỗi số bên em đảm bảo cho các bác là yên tâm nhé. Giấy tờ hay là về vấn đề là thân vỏ này, vấn đề là khung gầm, mọi thứ luôn, để các bác yên tâm đối với cái mẫu xe này. Thì video em cũng đã quay đến đây là chi tiết. Thì các bác quan tâm đến cái mẫu xe này thì hãy nhấc máy đi, gọi điện cho bên em sớm nhé. Nhấc máy lên và gọi điện cho bên em sớm để được chốt sớm mẫu xe này. Theo hai số em đọc lại 093 858 6307 và 0389 000 555. Đây là số mà để các bác liên hệ trực tiếp tư vấn về thủ tục mua bán và thủ tục vận chuyển này. Bên em thì vận chuyển trên toàn quốc luôn, các bác trong miền Nam mua chiếc xe này bên em hỗ trợ vận chuyển luôn nhá, rất là đơn giản và nhanh gọn thôi, vì em bên em bán ở trong đó rất là nhiều. Và ok thì em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào những video, những cái chiếc xe lần sau. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh bên em nhé.